Mỹ Thảo Laptop xin kính chào các bạn. Với các bạn game thủ thì chắc không còn xa lạ gì với Dell Invision 7567. Đây là một chiếc laptop gaming đến từ thương hiệu Dell, được ra mắt vào đầu năm 2017. Với cấu hình khủng bố cùng thiết kế hầm hố, Dell Invision 7567 gần như không có đối thủ trong phân khúc laptop chơi game tầm trung hiện nay. Thiết kế đậm chất game thủ, Dell Invision 7567 không có thay đổi nhiều về ngôn ngữ thiết kế so với người tiền nhiệm Dell 7566. Vẫn là một thiết kế hầm hố đúng chất gaming, vẫn được bao bọc bởi một khung nhựa vô cùng chắc chắn và cứng cáp, vẫn với một hệ thống tản nhiệt cực tốt cho phép CPU và GPU hoạt động hết công suất mà không tạo ra điểm nóng. Cùng với đó là bàn phím tông màu đỏ đen rực rỡ. Nhóm phím được thiết kế nổi bật, tất cả tạo nên một diện mạo ấn tượng, toát lên vẻ đẹp cao cấp và thỏa mãn số đông game thủ. Về màn hình thì Dell 7567 sử dụng một màn hình 15.6 inch Full HD cho chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét và rõ ràng. Cấu hình khủng bố, hiệu năng chính là điểm nhấn nổi bật trên Dell 7567. Với bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7 với mã là 7700HQ, card đồ họa rời Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, RAM 8GB cùng SSD 128GB, phiên bản M2 và HDD 1T thì máy không ngán bất kỳ tựa game nào hiện nay, từ mức thiết lập cloud tới 2 và luôn đạt số khung hình ổn định từ 50 đối với thiết lập maximum và hơn 100 với thiết lập medium. Cấu hình chi tiết của Dell Invision 7567, CPU Intel Core i7 7700HQ 2.6GHz, card đồ họa rời Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128bit, RAM 8GB DDR4, có thể lắp tối đa 32GB, màn hình 15.6 inch Full HD 1920x1080, bộ nhớ đĩa cứng SSD 120GB đi kèm HDD 1T. Mọi chi tiết về sản phẩm Dell Invision 7567, các bạn vui lòng inbox trực tiếp Mỹ Tho Laptop hoặc gọi số hotline 0918738281. Thông tin của sản phẩm được đăng trên website mỹtholaptop.vn. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.